Thưa quý vị, ép người khác uống rượu bia là một thói quen khó bỏ của nhiều người Việt Nam và đặc biệt là vào những dịp lễ Tết. Hành vi tưởng chừng như thể hiện tình thương mến thương này không chỉ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường mà còn là hành vi vi phạm về pháp luật. Khi từ ngày 15 tháng 11 tới đây, ép người khác uống rượu bia, uống rượu bia trước và trong giờ làm việc có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Vậy những người thường xuyên phải giao tiếp, họ đã nhiều lần bị ép uống rượu bia như thế nào? Và khi mà quy định này được thực thi thì liệu có thể thay đổi được những hành vi ép buộc, xúi dục người khác uống rượu bia của cánh mày dâu hay không? Để chia sẻ câu chuyện này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay của chương trình vị khách mời là nhà báo Hoàng Anh Tú. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À, là một công việc phải giao tiếp với rất nhiều người với cái đặc trưng cũng như tính chất của công việc thì chắc chắn là anh cũng sẽ phải tham gia à, rất nhiều những cái bữa tiệc hay những cuộc hội họp. Vậy à, cho Tùy Dương hỏi là không biết rằng là anh Hoàng anh tú có biết uống rượu bia hay không ạ? À, đương nhiên à, rằng là ở cái thế hệ của tôi thì à, cái chuyện uống rượu bia là gần như là cái điều bắt buộc. À, chúng ta luôn luôn có cái có cái câu gọi là à, đàn ông à, vô tiểu như kỳ vô phong, à, cho nên là thực sự rằng là là bắt buộc phải uống. Vâng, nhiều khi nó cũng là trường hợp bắt buộc mà thậm chí là cái lúc đấy mình cũng không thích uống lắm đúng rồi, thậm chí rằng là lúc đó à, à, kể cả trong những cái ngày mà mà bản thân mình à, và sức khỏe của mình đang đang, đang rất là tệ ừ. mình à, khi mà bị mời thì mình vẫn cứ phải uống thôi <laughs> vâng à, trong cái trường hợp mà bị mời hoặc là nặng hơn một chút như là mình bị ép uống thì ừ. anh có phản ứng như thế nào ạ À, tôi thì cũng có nhiều cái gọi là mưu ma trước quỷ ừ. à, chẳng hạn như là à, chuẩn bị sẵn một viên c ừ. à, để trong tay và cứ đến coi như là những cái bữa tiệc mà mình kiểu bắt bị bắt uống ấy là mình bắt đầu mang cái viên thuốc đó ra và giờ vờ là Ôi hôm nay em phải uống thuốc cho nên ừ. em không thể uống được rượu đấy à, rồi là rất rất nhiều những những lần nữa mà khi mà à, có những cái cuộc điện thoại mình biết chắc rằng là họ đang mời mình ra ra ra, ra những cái bữa nhậu như thế thì à, mình luôn luôn từ chối bằng cách rằng là uh, con em đang uh, mệt rồi là em phải đi làm thế này em phải đi làm thế nọ thật sự là bây giờ chia sẻ lên đây là tôi cũng lộ hết tất cả những cái chiêu rồi đấy. <laughs> vâng là bằng rất nhiều những cách thức khác nhau bằng à. những cái lời từ chối rất là nhẹ nhàng đúng không đúng ạ à. à, vâng có lẽ trong tiệc rượu thì người ta vẫn hay nói với nhau rằng là đấy như anh chia sẻ ở lúc đầu đấy à, nam vô tử như là cờ vô sao phong rồi là người ta sẽ lấy những cái tử lượng để có thể đo uh, giá xác. trị của một người không biết rằng là quan điểm của anh như thế nào ạ À, tôi nghĩ đấy là một cái gọi là một cái sự cổ hủ vô cùng à, ngày xưa tôi cũng nghĩ thế ngày xưa khi mà tôi còn trẻ tôi vẫn nghĩ rằng là à, à cái cái việc mà mình uống uống tốt như thế nào ừ. à, nó 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 là cái thước đo cho mình thậm chí rằng là trong rất rất nhiều những cái cuộc trò chuyện giữa giữa cánh đàn ông với nhau thì chúng tôi chúng tôi đều 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 thể hiện ra là thằng này quá kém thằng này uống mới có coi như là hơn 2 lít mà chưa gì đã kiểu là là, là say quắc cần câu tức là chúng tôi luôn đánh giá nhau là dựa trên cái 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 thang 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 tử lượng đó và thực thực sự là nó nó là một cái điều mà tôi cho rằng là nó rất là cổ hủ. Vâng, có rất nhiều người nói rằng là chén rượu trở thành nỗi phiền hà của rất nhiều những người không thích uống rượu hoặc không biết uống rượu. Và vào tháng 11 tới thì nghị định số 117 về việc xử phạt những người ép buộc dụ dỗ người khác uống bia sẽ chính thức có hiệu lực và thời điểm này thì rất nhiều người đang nghi ngờ về cái tính khả thi của nó chính Đấy, xác ạ? chính xác là vừa rồi tôi cũng có một bài à, một bài báo à, khi tôi chia sẻ ở trên 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 báo thì à, rất rất nhiều à, những cái gọi là cái bình luận của mọi người à, cũng à, rất là gay gắt trong cái chuyện này họ đều cho rằng à, đây là một cái nghị định à, bất khả thi à, thậm chí rằng là họ đưa ra rất rất nhiều những cái lý do chẳng hạn như là à, nếu như mà sếp mà mà mời uống rượu mà không uống à, mà coi như là là đem cái nghị định này ra để mà 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 nói lại với sếp thì cái việc mà bị 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 đuổi việc là chuyện rất là đương nhiên rồi là rất rất nhiều thứ lý do khác nữa nhưng tôi nghĩ rằng là muốn làm thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến giải pháp mà không muốn làm thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những cái lý do và ở trong cái câu chuyện này cũng thế à, quay trở lại với cái nghị định 100 trăm à, hồi, hồi 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 cuối năm trước à. rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cũng cũng rất rất nhiều những cái phản ứng nhưng mà nó đã thay đổi được rất rất nhiều trong trong xã hội, nó đã khiến cho cái tỷ tỷ lệ cái con số những người tai nạn nó không còn không còn cao như trước nữa, nó giảm được rất rất nhiều lần và cho đến bây giờ khi mà cái nghị định 117 này được đưa ra thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ tác động rất rất tích cực đến đến đến, đến cuộc sống của chúng ta. Vâng ạ, à, nếu mà việc ép rượu bia mà bị phạt thì đây chắc chắn là cái cách để cho rất nhiều người đàn ông à, có thể tự giải cứu được mình trong các cuộc nhậu rồi. Vậy thì cá nhân anh thì kỳ vọng gì khi mà nghị định 117 này được thực thi và đi vào cuộc sống, à, liệu chúng ta có thể thay đổi được những cái thói quen như ép rượu bia trong mỗi cuộc nhậu hay không ạ? À, tôi không nghĩ rằng là nghị định 117 đưa ra để mà là để mà ngăn chặn cái chuyện ép rượu bia mà tôi chỉ nghĩ rằng là cái nghị định 117 này đưa ra để nhắm đến một cái việc rằng là thay đổi nhận thức. À, và cái việc thay đổi nhận thức ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta không cố gắng để chúng ta phạt một ai đó mà chúng ta chỉ cần à, nó đạt được một cái hiệu hiệu quả về cái chuyện rằng là mọi người biết là đây là cái cái việc làm sai, cái việc ép một người nào đó uống là sai, à, đặc biệt à, với những người như dương chẳng hạn à, là là phụ nữ tham gia những cái 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 bữa 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 tiệc như thế luôn luôn bị ép, à, đặc biệt là sinh thì sẽ bị ép rất rất nhiều, thì cho nên là cái nghị định 117 này nó đưa ra nó nó tôi tôi cho rằng là nó là dành cho những người yếu thế, dành cho những người mà mà thấp cổ bé họng à, và dành cho à, phụ nữ à, bởi vì à, chúng ta đều biết rằng là trong tất cả các cuộc rượu à, nó có một cái nó gọi là một cái 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 thể hiện một cái gọi là cái quyền ừ. lực ở trong đó từ cái chuyện là xếp ép nhân viên à, đàn ông ép phụ nữ à, những cái đồng nghiệp cũ ép đồng nghiệp mới à, những cái người chức cao hơn thì ép ừ, người chắc chức thấp nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi ừ. hoàn toàn đúng không ạ và cộng đồng của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều một ừ. lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của nhà báo Hoàng Anh Tú. Ừ và thưa quý vị nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại